Ok anh em, hôm nay mình sẽ bắt đầu vào làm một phát 3-4 clip gì đấy. Mình rất là bận tại vì dạo này xem mẹ đúng mùa World Cup mà vào Black Friday như này rất là khó cho mình. Nhưng mà thôi, ok. Clip đầu tiên thì mình sẽ làm về uniform tại vì là rất là nhiều người muốn mình làm cái này. Thứ hai nữa là nó quan trọng đúng không? Và mình cũng làm cái này rất là 3 năm nay rồi thì nó cũng là một cái phần như kiểu truyền thống luôn đi. Thì những năm trước mình làm thì mình chạy qua tất cả các uniform, mình chấm điểm từ 1 đến 10. Nhưng mà nó như vậy rất là lâu và mình cũng không nghĩ là ai cũng muốn xem kiểu tất cả như vậy. Cho nên là mình đã làm một cái bảng như này để mọi người dễ theo dõi hơn. Và bảng này thì mình nói luôn đó là mình xem cái clip của ông Sonic Alex ngày hôm qua. Tại vì là mình nghĩ là bảng đấy rất là ok rồi, cho nên là không có lý do gì mình làm một bảng khác làm cái gì cả. Bảng này thì mình làm khá là tương tự và mình chỉ sửa một tí tẹo thôi. Thì ai muốn xem link gốc thì mình sẽ để link ở đây của Sonic Alex, hoặc là mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả luôn để mọi người có chỗ để mà xem tham khảo thêm. Rồi, thì mình sẽ đi luôn vào đây. Tại vì là thứ hai nữa, cái lý do mà mình không chạy qua tất cả đó là không có ai quan tâm đến những uniform cũ làm cái gì cả. Bây giờ mọi người chỉ cần quan tâm đến từng này uniform thôi là mọi người đã đủ để mà chạy tất cả các nội dung của game rồi. Cho nên là mình nghĩ là chỉ cần tập trung vào đúng uniform này thôi. Đó, thì trước hết thì đó là ông Sir Alex có một cái bảng gọi là, có một cái cột là những uniform không thể mua. Đó là những uniform cho mùa, như kiểu là uniform của Black Bolt, Storm, Iceman, các thứ. Nhưng mà cái đấy thì nó sẽ đẩy ở góc của người ta để mình lùi này sang. Đó, bảng góc đây này. Đó, thì nó sẽ không mua được những cái con này. Nhưng mà mình thì mình không cho vào tại vì là đằng nào cũng không mua được cả anh em, đúng không? Rồi, mình sẽ đi từ dưới lên nha. Thì đầu tiên là cái bảng, cái cột dưới cùng này là cái cột có thể sẽ bị thay thế. Đó là những con mà mình nghĩ là tức là giống của ông Sonic Alex. Nhưng mà mình bỏ bớt kiểu Green Goblin với cả các thứ đi tại vì là mình nghĩ không quan trọng lắm. Thì bọn này là những bọn mà nó có thể bị thay thế tại vì là nó cũng ở trong meta khá là lâu rồi. Và bọn này thì có khả năng sẽ bị thay thế, một là ví dụ như là bọn này là Universal Villain này thì mọi người cũng không có cần phải chơi nữa chẳng hạn thế. Tại vì ví dụ Universal bây giờ có Thor Villain thì mình không biết là có ai nữa, Black Bolt đúng không? Thì bây giờ mình đã có những con này rồi cho nên là DIBX, ABL thì không quan trọng nữa. Và những con này thì ngoài hai cái đấy ra nó cũng không có gì nhiều. Scarlet Witch thì thấy bảo là đi được GBR nhưng mà Giant Boss Red, nhưng mà nhiều con trên kia ngon hơn cho nên là không có lý do gì để mà mua nó cả. Đương nhiên là nếu anh em thích những con này thì hoàn toàn mua là vẫn dùng được, nhưng mà để bảo là best thì nó không phải là best. Ok, thực ra con này mình cho lên đây cũng được này. Mình sẽ để đây. Đó. Rồi, Crescent cũng tương tự như vậy. Mặc dù là thực ra mình nghĩ là vẫn nên mua đi tại vì nó là cái lead cũng ok ấy, cho nên là mình cũng dùng rất là nhiều luôn. Và kể cả là Striker cũng là được. Cho nên là nếu mà có cơ hội thì mua cũng ok. Tại vì là mình nghĩ con này kể cả có thêm uniform mới, nó cũng chắc nó cũng chỉ là lead thôi, cho nên là không có quan trọng lắm. Rồi bên cạnh đó thì có Luna Snow và Sharon Rogers. Rất là nhiều người muốn hai con này có tier 4 và uniform mới rồi. Cho nên là mọi người nếu mà không có nhu cầu thực sự thì sẽ nên là đợi để ra con này, hai con này ra uniform mới. Tại vì là đó, chỉ có lý do như vậy thôi. Mình thì cầm Sharon, mình đi cửa 55 của Nu. Đánh đến con này uniform hiện tại là phải 1-2 năm rồi gì đấy đúng không? Mà đánh vẫn ngang ngửa Kamala Khan luôn. Cho nên nó rất là khỏe. Và mình mới nhận ra là cái bảng này của ông Sonic Alex thiếu Kamala Khan. Cho nên mình sẽ cho Kamala Khan vào đây. Đợi chút. Image, Browse. Đây rồi. Đó, phải cho Kamala Khan vào đây, tại vì là Kamala Khan rất là khỏe. Có thể sẽ thiếu một vài con nhưng mà thôi tạm thời như này đã. Ok, tiếp theo đến những con ở trong Legendary Battle. Đây là những con mà giúp mọi người có thể kiếm được CTP hoặc là Premium Card thì nó rất là tốt. Và ví dụ như ba con đầu này giá nó chỉ có khoảng hình như là 700 hay 800 đô Crystal gì đấy, rất là rẻ thôi. Mà Hela cho anh em một con CTP of Energy, Thor cho một con Card và Loki cho một con card. Hai con card này anh em dùng chỉ để, một là nếu người mới thì dùng để lắp tạm sau này tháo ra. Đối với người cũ thì có thể dùng một con card rẻ để mà đi xoay con card khác, craft con card khác thế thôi. Nhưng mà hai con này giá trị nó vẫn đều rất là cao nha. Cả Hela cũng vậy, mình nghĩ là ai cũng nên mua Hela này, chỉ mất rất là rẻ thôi mà mua được một con CTP CNG là rất là ngon rồi. Bên cạnh đó thì có hai con này mình thấy cũng ok, mình cũng mua cả hai con này rồi. Nhưng mà vấn đề mình để ở dưới đó là nó phải mua cả cái bộ Legendary Battle là 2.500 crystals nữa, xong cộng với cả hai cái uniform này 1.000 nữa thì sẽ khoảng là
trừ đi một cái giảm giá đi thì coi như là khoảng 2.500-3.000 crystal, rất là đắt. Cho nên là mọi người sẽ phải xem xét. Nhưng mà con này như là chỉ có cũng 700 hay 800 gì thôi thì cũng rẻ này, con Giant Man này. Nhưng mà đấy, con này thì được một cái CTP Selector thì ngon hơn với cả bọn Energy. Hoặc là Shang-Chi thì cho một cái CTP of Judgment thì nó cũng ok. Nhưng mà mặc dù là bây giờ bọn đi World Boss các thứ ấy thì nó không cần CTP of Judgment nhiều nữa, chắc có mỗi Namor là ok thôi. Cho nên là cũng không phải là giá trị quá là cao. Đó. Tiếp đó thì đến cái hàng support và leadership thì cái hàng này là hàng rất là nhiều con ngon, và mình nghĩ là tại vì rất là nhiều người nâng mua tập trung mua DPS, tức là nâng bọn đánh chính, nhưng mà bỏ qua support và leadership thì là một cái tội lỗi rất là lớn, cho nên là mình đã nâng bọn này ở đây. Thì đầu tiên mình có cái này gần như cũng là theo thứ tự luôn, nhưng mà mình nghĩ là ai mà mua được support và leadership càng nhiều thì càng tốt, nó sẽ tốt cho roster của mình. Thì có Valkyrie tăng 50% damage lên 50-55 gì đấy, uniform mới mình không biết nữa, tăng lên phản diện và ignor dodge. Sif thì cho 35-30% physical attack cho combat và 45% damage lên boss type, cũng rất là tốt. Valkyrie thì là 75% tổng cộng attack, hơn 75. Shuri thì là 50% và có cả 40-45% damage reduction, giảm damage nhận vào, cũng rất là tốt. Bản thân Shuri đánh đứng một mình cũng rất là ok luôn. She-Hulk 65%. She-Hulk thì anh em nào mà nghèo không có crystal thì hoàn toàn có thể để nguyên cái bộ cũ, tức là cái bộ bằng vàng á, nó cũng là tăng, mình không nhớ là khoảng 50-55% gì rồi, thì cũng rất là cao. Nhưng mà anh em nào mà muốn đi ABX thì sẽ phải xem xét nâng She-Hulk lên, tại vì là lắp cho nó rich, nó đi cũng rất là khỏe. Echo thì anh em phải có một con thì phải mua được, phải nhận được nó, con premium character thì mới mua được uniform, còn nếu mà không có thì nó cũng không có tác dụng lắm. Nhưng mà nó lead cũng rất là ngon, mình không có nhớ nữa, nó có xóa debuff này, và nó có, mình không nhớ là hình như là tăng 60% attack gì phải cho speed type, cũng rất là tốt. Taskmaster đi được cả PvP và PvE, tăng 40% damage lên cả phản diện và chính diện, cũng rất là tốt. Thằng này thì là PvP. Colossus uniform mới mình không có ở đây, nhưng mà nó cũng na ná nhau. Nó giảm damage nhận vào là 50-55% gì đấy. Crescent tăng 60% physical attack cho tất cả các type. Ancient One tăng 45% element tấn công nguyên tố. Thằng này thì là lead của nó là 30% tất cả attack, và support của nó là 35% energy attack thì phải, hoặc là ngược lại cái đấy. Thằng này thì là lead của nó là 40% attack, energy attack thì phải, và support của nó, cái uniform option của nó là cũng là tăng giảm 35% lên universal type, tức là đi được cả PvP và PvE luôn. Để mình nói chậm lại một chút, tụ khí đan điền. Và Blade này là mình cho con này vào đây tại vì là bản thân mình cũng mới mua, cho nên là mình hơi có kiểu thiên vị một chút. Nhưng mà nó tăng damage lên những bọn nào có weapon master là 60%, thì đặc biệt là anh em nào có Moon Knight có thể nâng thằng này lên để mà dùng với Moon Knight, còn không thì mình thấy là cũng skip được đó, cho nên lý do mình để cuối là như vậy. Rồi, thằng này mình để cuối là do nó đắt, nhưng mà nếu mà ngon thì cũng để lên trên được. Ok, rồi tiếp đó đến là đến bọn PvP, thì đây là cái dàn này Hook cực kỳ ngon luôn, và mọi người hoàn toàn có thể lắp cả CTP of Rage để cho nó quẩy cả PvE được. Nhưng mà mình bản thân mình cũng chưa lắp cho nên mình không có dám chắc chắn nha, nhưng mà để lắp PvP thì đi rất là ok rồi. Adam Warlock không phải nói luôn, quá khỏe, con quái vật của game từ lúc nó ra uniform đến giờ. Thanos cũng rất là khỏe, Carnage siêu khỏe, Emma Frost khỏe, hai đằng này thì tụt rồi nhưng mà vẫn là dùng được. Emma Frost và Carnage thì phải có artifact mới dùng được, cho nên là mọi người sẽ phải lưu ý trước khi đầu tư vào hai con này. Ok, đó. PvE thì đây là tất cả dàn này là bọn lên được tier 4. Hai con này lên được tier 4 nhưng mà mình để sau này. Đó, thì mình có Iron Man, Cap, Carnage, Moon Knight, các thứ. Cái lý do mà mình để thứ tự như này đầu tiên, đó là Iron Man đi được rất là nhiều nội dung. Giant Boss Raid, ABX, ABL cũng đi được. World Boss Legend cũng đi ngon luôn. Và mình để nó đầu tại vì thứ hai nữa là nó dùng được CTP of Energy hoặc là proc thường, đi ở level 80 cũng rất là ngon, cho nên là mình để nó đứng đầu. Còn những con khác ví dụ như Venom, có thể là Venom, mình không chắc nha, nhưng mà có thể Venom khỏe hơn, hay là Thor đi được nhiều nội dung hơn, hay Namor đi khỏe hơn, nhưng mà những con này phải dùng CTP of Rage, cho nên mình cho nó ở phía dưới này. Còn bên này thì mình có Cap cũng như vậy, mặc dù là nó khó chơi hơn
nhưng mà nó dùng được CTP of Energy, cho nên mình để ở đây. Đó, sau đấy đến Venom, tại vì Venom mình để trên Moon Knight, tại vì nó khỏe hơn Moon Knight rất là nhiều, cho nên là mình không có muốn. Với cả thứ hai nữa ấy, là cả ba con này để ở level 80 đều khỏe đi. Còn Moon Knight ở 80 thực ra là nó cũng không có quá là ấn tượng, cho nên mình để nó ở dưới này, mặc dù là nó dùng được CTP of Energy hay là proc thường. Sau đó mình có Thor, có Nemo, đó. Tiếp theo nữa thì mình có Kamala Khan thực sự là rất là khỏe, mặc dù là nó hơi khó chơi một chút, và khi mà anh em đi đẩy cửa cao thì bản thân mình thấy chơi là nó rất là dễ chết, đặc biệt là chết bởi những cái chướng ngại vật như kiểu là độc rồi gió các thứ ở trong trận ấy, cho nên là anh em khi chơi sẽ phải cần skill một chút. Black Widow thì vào hai con này thì phải lên tier 4 nó mới khỏe, còn ở tier 3 thì thực sự là rất là kiểu trung bình ý, cho nên mình để ở đây. Sau đó mình có Doctor Strange và Athena, hai con này thì mình để vào đây tại vì là nó đi được Giant Boss Grid. Mặc dù là những con này đi được, nếu mà lên tier 4 thì nó sẽ đi ngon hơn, cho nên mình để phía trên này. Còn những em nào chưa có thì có thể để hai con này ở trên, nhưng mà hai con này cũng rất là đắt so với bọn kia, đúng không? Athena thì mất gần 10.000 Crystals, Strange thì mất, là Native tier 2 thì nó cũng đắt hơn bọn này. Cho nên đấy, nói chung là anh em tùy vào nhu cầu mà chơi thôi. Đó, thì đây là cái bảng mà mình đã làm về uniform. Anh em thấy ý kiến thế nào hoặc thiếu ai có thể comment cho mình biết. Cái link này mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả để mọi người có thể tham khảo. Thank you anh em, bye bye.